Hello, xin chào tất cả các bạn và các anh em. Đây là cái mẫu kẹp gấp cá và mẫu kèm dùng để thay lưỡi câu, cắt dây, à, gỡ lưỡi hàng chính hãng của thương hiệu ILO. À, chất liệu nhôm aluminum. À, cái mẫu kẹp à, dạng gấp hai à, khúc. À, chất liệu uh, nhôm aluminum nghiêng khói ha sử dụng tốt cho môi trường nước mặn à, cái kẹp này uh, có thể gấp uh, dùng uh, gấp cá ở cái uh, chế độ gấp gọn hoặc là các anh em có thể bung ra ha, gấp cái uh, mỏ kẹp khó lóc mà nó là rất là chắc luôn các anh em uh, rất là chắc luôn thì cái kẹp này nó bao gồm một cái dây khóa an toàn và một cái bao đựng cái bao đựng này nó có một cái quai đeo ha các anh em có thể gài vào cái dây nịch dây thắt lưng hoặc là tất cả các cái vị trí nào mà các anh em có thể mang rất là tiện và cái kem đây là cái kèm dùng để thay lưỡi câu. Đó. cái kềm này nó cũng có cái bao đựng ha, đây bao đựng và dây khó an toàn. À, cái kềm à, dùng để thay lưỡi câu mồi giả, à, cắt dây, à, gỡ cá. cái body của cây kềm cũng là chất liệu nhôm, nó khá là nhẹ cái mỏ kềm dao cắt à, nó là loại thép siêu cứng được xi uh, si mạ uh, chống reset à, cái kem này thì các anh em có thể sử dụng môi trường nước mặn ok <laughs> thì cái mẫu kềm và mẫu kẹp này nó có màu đỏ này à, màu đỏ màu đỏ màu à, xanh dương Đấy, màu xanh dương và màu à, xanh lá màu xanh lá à, nếu các bạn và các anh em chưa có kèm hoặc là chưa có kẹp thì có thể chọn mua à, một cái combo cùng màu à, giá của sản phẩm thì mình có để ở trên cái phần tiêu đề của cái video hoặc các bạn và các anh em có thể vào cái website của adocau com để xem thêm thông tin. Các bạn và các anh em mua combo thì bên shop sẽ gửi hàng free ship. Còn mua từng sản phẩm riêng thì giá cộng thêm phí ship. Các bạn và các anh em mua hàng có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại trên video. À, xin cảm ơn tất cả các bạn và các anh em à, hẹn gặp lại các bạn và các anh em trong những video tiếp theo